nhân vật phản diện từ bối cảnh cường đại y nhiều nữ phụ trợ hệ thống bất thánh mẫu vô lôi vô buồn bực giả nhân vật phản diện khoác nhân vật phản diện ra, làm nhân vật chính sự tình gánh vác nhân vật chính nghĩa vụ thậm chí còn có cái gì cứu vớt thế giới nhìn đến muốn ói nhân vật phản diện chân chính chủ nghĩa ích kỷ tuyệt đối không từ thủ đoạn để đạt được mục đích hài hòa là ngụy trang của bạn thân thiện là lời nói dối của bạn quân tiêu nhiên xuyên qua làm thượng giới đỉnh cấp thế lực công tử ca, tử tiêu tiên triều thái tử, quân tộc thần tử, có được kinh khủng như thế thiên phú cùng bối cảnh dưới, trở thành thiên mệnh đại nhân vật phản diện, tại thế giới ý thức ngầm đồng ý, săn giết các lộ nhân vật chính, một đường sản khoái đến cùng. Chương 1 Thiên mệnh nhân vật chính phi tuyết Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Ký gửi não Này, này, này ở trong rừng cây rậm rạp một đạo thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn không ngừng xuyên qua trong đó tốc độ rất nhanh nàng không ngừng chạy trốn cho dù hai chân đã đau nhức thấu xương nàng cũng như trước không có dừng lại chút nào ánh mắt nàng kiên định cho dù khóe miệng thấm máu trên người mình đầy thương tích quần áo cũng đã sớm bị xé nát lộ ra da thịt tràn đầy vết thương của nàng nhưng nàng không có một tia ý nghĩ muốn buông tha phi tuyết quay đầu nhìn về phía sau cái kia không ngừng gãy đổ đại thụ cùng cái kia càng ngày càng gần rống giận, nàng cắn răng một cái, không để ý thương thế trên người, lần nữa tăng nhanh tốc độ, nàng muốn lao ra rừng rậm, đây là nàng duy nhất có thể sống sót biện pháp. Theo ánh sáng trước mắt càng ngày càng thịnh, phi tuyết trong lòng vui vẻ, nhưng nàng không dám có chút buông lỏng, nàng sợ một hơi thở này của mình nếu buông lỏng, mình sẽ không đứng lên được nữa. Bước vào hào quang, xuyên ra rừng rậm, nhưng kết quả lại làm cho phi tuyết cả kinh, bên ngoài rừng rậm lại là một mảnh vách núi, nhưng nàng có thể mơ hồ nghe được phía dưới vách núi có tiếng nước ao ao. Không quản được nhiều như vậy, liều mạng. Cô không có thời gian suy nghĩ và quan sát, bước chân không ngừng, trực tiếp bay ra khỏi vách núi, trong nháy mắt cô bay ra, một bàn tay gấu to lớn tráng kiện tràn đầy lông đen, vỗ về phía cô, nếu cô chần chừ một chút, sẽ bị bàn tay gấu đập nát bấy. Ngay sau đó một con gấu đen khổng lồ cao 3 mét lao ra khỏi rừng rậm, ghé vào bên vách núi, phẫn nộ rít gào với phi tuyết rơi xuống vách núi, ánh mắt đỏ như máu dọa người. Thình thịch. Phi tuyết hung hăng ngã xuống hồ nước phía dưới, mà nàng cũng trực tiếp hôn mê, theo dòng nước bị vọt tới bờ. Không bao lâu, một đạo thân hình mờ mịt đi ra. Thân hình cao ngất thon dài, một thân bạch y trắng như tuyết không bụi, từ hồ chảy xuôi một đoàn hoàng huy sáng ngời như dòng nước, chính là quân tiêu nhiên. Quân tiêu nhiên nhìn về phía phi tuyết hôn mê ở bên bờ, thanh âm hệ thống cũng lập tức vang lên. Đinh, kiểm tra đo lường đến thiên mệnh nhân vật chính, tin tức mặt bản sinh thành bên trong. Tên Phi tuyết, Tu Vi Vô, R.E.F.E.R.E.N.C.S. -R tên bản tham chiếu, thiên mệnh giá trị 50.000, giá trị thất thủ 20. Quân tiêu nhiên nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì, hắn đã chú ý phi tuyết mấy ngày cũng phái người đi vân thư thành gia tộc Phi Tuyết tìm hiểu, trong khoảng thời gian này hắn coi như hiểu rõ vị nhân vật chính thiên mệnh này. Phi Tuyết nguyên bản là thân phụ đại đạo nguyên lưu thể, trong thân thể dựng dục đại đạo cốt tuyệt thế thiên kiêu, nhưng bị mẫu thân cung vận hàm của mình đem đại đạo nguyên lưu thể đào đi, liên quan linh căn bị hao tổn, biến thành một phế nhân không thể tu luyện. Phi Tuyết là phi gia đại tiểu thư, nhưng bởi vì phụ thân quá yếu đuối nguyên nhân, từ nhỏ đã bị các loại mắt lạnh cùng nhục mạ nhưng phi tuyết chẳng những không có oán trời oán đất cũng không cam chịu nàng không thể tu luyện nhưng vẫn có đang rèn luyện thân thể tính cách kiên cường dương quan dù là bị người cùng tộc nhục mạ đánh đập nàng đều là lấy khuôn mặt tươi cười nghênh đón cũng không ghi hận người khác nhưng ở những người khác không nhìn thấy địa phương nàng có so với thường nhân nhiều gấp trăm lần ngàn lần kiên nghị cùng cố gắng đây là cứng rắn đem một pháp sư biến thành một chiến sĩ a lần này cũng là có nghe đồn tại thập vạn đại sơn bên trong sẽ có một chỗ bí cảnh mở ra bên trong nghe nói sẽ có trăm năm chu quả ăn vào sau sẽ cực lớn cường hóa thân thể nàng lúc này mới mạo hiểm len lén chạy vào thập vạn đại sơn bên trong sau đó liền xảy ra mở đầu một màn chọc giận thú vương bị đuổi giết tới hôn mê nhân vật chính thiên mệnh này ngược lại có chút ý tứ ngược văn a quân tiêu nhiên nhẹ giọng lẩm bẩm quân tiêu nhiên nhìn phi tuyết hôn mê bất tỉnh bên chân phi tuyết không thể nói là có bao nhiêu xinh đẹp, nhưng phi thường tuấn tú, hoặc là nói, là một loại thiên trung tính đẹp, nam nữ thông sát. Hẳn là tuổi còn nhỏ, dung mạo còn chưa mở rộng, nhỏ nhắn xinh xắn nhưng không gầy yếu, bởi vì thường xuyên rèn luyện thân thể, thân thể của nàng rất chặt chẽ, đường công thân thể rất tốt, lợi hại nhất chính là nàng còn có sáu khối cơ bụng. Tóc của nàng không dài, tóc ngắn ngang tai, buộc tóc đuôi ngựa ngắn, nếu không cởi quần của nàng, chỉ sợ đều sẽ cho rằng đây là một nam hài tử. Đồ giả mạo Quân tiêu nhiên không khỏi nhớ tới ba chữ này, giả tiểu tử hẳn là từ có thể hình dung phi tuyết hiện tại nhất. Bất quá quân tiêu nhiên cũng không chút hoài nghi phi tuyết sau khi lớn lên khẳng định sẽ không so với bất kỳ cái gọi là tiên tử, thánh nữ kém, chỉ là bây giờ còn không có lớn lên. Hắn không có đi cứu nàng, nâng lên cầm của nàng nhìn một hồi sau, liền buông tay trực tiếp rời đi. Phi Tuyết cũng không phải là nhân vật chính xuyên việt mà đến, mà là người bản thổ thiên mệnh, cho nên quân tiêu nhiên cũng không có lý do nhất định phải giết nàng. Cái này Phi Tuyết ngược lại là có thể thử khống chế. Như thế nếu là thành công, sẽ là hảo thủ đối kháng với nhân vật chính thiên mệnh khác. Bất kỳ một vị thiên mệnh nhân vật chính chỉ cần cho bọn hắn thời gian, tương lai đều là có thể cảm thiên diệt đạo khủng bố tồn tại. Nếu Phi Tuyết có thể vì hắn sử dụng nói không chừng phi tuyết có thể trở thành đòn sát thủ để hắn sau này đối phó với nhân vật chính của thiên mệnh hắn mặc dù có ý định để cho đám người thủ hạ đi tìm nhân vật chính của thiên mệnh cũng chèn ép nhưng các nàng là không có biện pháp giết chết những này thiên mệnh nhân vật chính chỉ cần còn có thiên mệnh giá trị trong người cho dù là đại đế ra tay chung quy sẽ có các loại ngoài ý muốn phát sinh bảo hạ mệnh của bọn họ nhưng thiên mệnh nhân vật chính giết thiên mệnh nhân vật chính hơn nữa thiên mệnh giá trị còn muốn so với bọn hắn cao hơn, như vậy cơ hồ có thể trực tiếp giết, không phát động thiên mệnh giá trị các loại cơ chế bảo vệ. Phải chuẩn bị trước. Quân tiêu nhiên trầm ngâm một hồi, hướng về hư không phân phó. Ly, Lucia, khoảnh khắc. Chủ nhân. Ba đạo nhân ảnh phân biệt xuất hiện ở phía sau quân tiêu nhiên. Theo thứ tự là một thân y phục màu, đầu thân hai góc, khóe mắt có vảy màu nhàn nhạt, còn có một vị Lucia tóc đen, lưng mọc hai cánh đen kịt, biểu tình có chút ngơ ngác. Cùng với mái tóc dài màu lam băng, ánh mắt sắc bén lạnh lùng, trên đầu còn có một đôi tai thú đáng yêu. Ba người các nàng là thánh nữ do ba chủng tộc mình thu phục tuyển ra, cũng là thị nữ hầu hạ quân tiêu nhiên, các nàng không ai là người có dung mạo, thiên phú, thực lực và huyết mạch xuất sắc nhất trong tộc quần. Thải Ly, ngươi đuổi toàn bộ yêu thú trong thập vạn đại sơn ra, mục tiêu là Vân Thư Thành lucia ngươi theo sát thải ly chờ thú triều công thành ngươi dẫn theo âm nha nhất tộc lấy danh nghĩa của ta hàng lâm vân thư thành chống cự thú triều đừng toàn lực ra tay phải làm cho chiến trường thảm thiết một chút trong nháy mắt ngươi đi dẫn con thú vương hát hùng kia tới đây tuân mệnh ba người đồng thanh đáp còn lại phải xem diễn xuất của ta quân tiêu nhiên khóe miệng cười một tiểu cô nương không hiểu thế sự hắn cũng không tin hắn đáng đo không được không bao lâu, phi tuyết ung dung tỉnh lại, nàng hiện tại cảm giác cả người giống như rã rời, nhất là hai chân, đều đã không còn tri giác, nàng muốn chống đỡ thân thể rời xa bờ, nàng vẫn ngâm mình trong nước, hiện tại thanh tỉnh cảm giác vô cùng lạnh. Nhưng cô làm thế nào cũng không dùng được lực, lúc này cô mới phát hiện tay trái của mình đã ngã gãy. Muốn, muốn chết ở chỗ này sao, ha ha. Phi tuyết nằm rạp trên cát, cười khổ một tiếng, nàng hiện tại cảm giác mí mắt càng ngày càng nặng nàng mệt mỏi quá muốn ngủ ngay khi mí mắt của nàng sắp khép lại phía dưới bụng nàng sáng lên một đạo bạch quang một dòng nước ấm trong nháy mắt phong phú toàn thân làm cho phi tuyết buồn ngủ lập tức tỉnh táo lại không ta vẫn không thể chết ở chỗ này ta còn chưa nhìn thấy tên kia ta còn chưa đoạt lại đồ đạc của ta ta hiện tại không thể chết phi tuyết một tay chống đỡ thân thể hai chân run rẩy đứng lên nhưng đúng lúc này xa xa truyền đến một tiếng thú rống mơ hồ phi tuyết biến sắc khuôn mặt vốn tái nhợt càng thêm không có huyết sắc nàng cắn răng kéo thân thể tàn tạ đi về phía trước nàng dựa vào ý chí lực kinh người cực kỳ nguy hiểm nàng không hề có tu vi trốn thoát khỏi miệng thú vương nàng không có tu vi cho nên không có cách nào sử dụng trữ vật giới chỉ trên người mang theo lương khô lúc trước chạy trốn không biết lúc nào đã mất nhưng hiện tại khoảng cách bí cảnh còn có một đoạn đường rất dài. Phi tuyết sắc mặt tái nhợt, khập khiển đi về phía trước, trong mắt của nàng không có chút sợ hãi cùng kinh hoảng. Ta không thể buông tha, cho dù chết, cũng phải chết trên đường tầm tiên. Hống Một tiếng thú rống từ phía sau nàng vang lên, mặt đất cũng đột nhiên run rẩy kịch liệt, đồng tử phi tuyết chấn động. Không tốt, đại hắc hùng đuổi theo. Phi tuyết vuốt bụng, thấp giọng cầu nguyện ta biết ngươi ở trong cơ thể ta, cầu ngươi giúp ta một lần nữa. Ông Đại đạo cốt trong bụng nàng phát ra từng trận bạch mang, một dòng nước ấm lưu chuyển toàn thân nàng, làm cho thân thể vốn tàn tạ lại một lần nữa bị chữa trị, nhưng đây chỉ là tạm thời, đại đạo cốt còn chưa hoàn toàn thai ngán ra, hơn nữa tác dụng của đại đạo cốt vẫn là ở đại đạo lực cùng thần thông, đối với thân thể lại không có tác dụng gì. Đa tạ Phi tuyết cảm nhận được thân thể biến hóa, nàng cảm tạ một tiếng sau đó chạy như điên, tốc độ của nàng rất nhanh, nhưng tốc độ của hắc hùng còn nhanh hơn. Bùng! Cự đại hùng chưởng hướng phi tuyết vỗ tới, nàng tuy rằng tránh thoát, nhưng thật lớn trùng kích vẫn là đem nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cho chấn bay. Phi tuyết lăn trên mặt đất vài vòng về sau, nhìn về phía đại hắc hùng, trong miệng mắng. Ngươi có lầm hay không, ngươi đều đuổi theo ta hai ngày, không phải là đem hài tử của ngươi cho nướng sao khi đó ta đói a à, vừa vặn ngươi hài tử lại xuất hiện ở trước mặt ta ta cũng không phải cố ý ngươi sinh thêm một cái không phải tốt rồi sao? Hắc Hùng nghe được Phi Tuyết nói, hai chân nó đứng thẳng, bộ lông rậm rạp thân thể chừng mười thước, hai tròng mắt đỏ như máu gắt gao nhìn chầm chầm Phi Tuyết. Tuy rằng nó không biết nói chuyện, nhưng cũng đủ nhìn ra được sự phẫn nộ của nó lúc này. Gào thét, ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Phi Tuyết đột nhiên lớn tiếng quát lớn thấy phi tuyết dám quát lớn nó như vậy đại hắc hùng cũng ngây ngẩn cả người kịch bản hình như không đúng thấy đại hắc hùng bị nàng hù dọa nàng lập tức chạy như điên chạy trốn thấy phi tuyết chạy trốn đại hắc hùng càng giận không kềm được phát cùng đuổi theo PS phân chia cảnh giới nhập môn đoán thể luyện khí ngưng nguyên huyền dương thiên nguyên toái u thông hư thượng giới nghịch biến viên khuyết hối dương nhập đạo cửu trọng thiên, chứng đạo, đạo tôn, thánh nhân, thánh vương, chuẩn đế, đại đế. Chương 2 Cỡ nào trị liệu? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Một người một gấu truy đuổi hơn nửa ngày, phi tuyết một bước bước ra, xuyên qua rừng cây, nhưng sau một khắc nàng liền hối hận, nàng không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên còn có thể có người. Hơn nữa còn là một đại ca ca lớn lên rất tuấn tú. Chạy mau, mau rời khỏi nơi này. Phi tuyết sốt ruột hô to. Trong mắt phi tuyết hiện lên một tia chua xót, nàng làm sao cũng không nghĩ tới nơi này cư nhiên còn có người, còn vừa vặn che ở phía trước nàng, nhìn đại ca ca bị dọa, phi tuyết cũng không có suy nghĩ quá nhiều, liền làm ra quyết định. Phi tuyết làm một cái làm cho người ta rất khó lý giải hành động, nàng không có mặc kệ người trước mắt, cũng không có dùng người này làm mồi nhữ cho nàng tranh thủ chạy trốn cơ hội. Nàng đầu tiên là kiều quát một tiếng, đừng ngốc đứng đấy ngươi nhanh lên trốn ta cho ngươi tranh thủ thời gian sau đó liền dừng bước xoay người đối mặt với gấu đen lớn cũng mở rộng hai tay chắn trước người gấu đen lấy thân thể hiện tại của nàng nàng không hề có tu vi không khác gì tự sát nàng muốn dùng tính mạng của mình cho đột nhiên xuất hiện ở chỗ này đại ca ca tranh thủ chạy trốn thời gian bởi vì đây đều là lỗi của nàng là nàng liên lụy người khác cho nên nàng không thể cứ như vậy mặc kệ ngay khi con gấu đen muốn tát cô một cơn gió nhẹ thổi qua cô và với một chấn động lớn bụi mù nổi lên bốn phía phi tuyết mở to mắt nàng chẳng những không có chết còn ở một cái rất trắng chắc rất ấm áp trong ngực ở trước mắt nàng là một trương anh tuấn xuất khí giống như tiên nhân khuôn mặt thật đẹp trai nha phi tuyết không khỏi kinh hô ra tiếng quân tiêu nhiên ông ngang phi tuyết sau khi nhìn nàng một cái đặt nàng xuống thanh âm bình tĩnh nói qua bên kia trốn đi. Ở trước mặt hùng yêu, bóng lưng hắn có vẻ đơn bạc nhỏ bé, nhưng ở trong mắt phi tuyết lại vô cùng vĩ đại. Đại ca ca, ngươi cẩn thận. Phi tuyết cũng nhìn ra, đại ca ca đẹp trai nổi bọt trước mắt này không phải phàm nhân, có thể là người tu tiên. Hùng yêu nhìn quân tiêu nhiên đi về phía nó, đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm hắn, tràn ngập khát máu cùng bạo ngược. Nó giơ một bàn tay lên, xét đánh không kịp bưng tay vỗ về phía quân tiêu nhiên. Quân tiêu nhiên lạnh lùng nhìn hùng trưởng đánh tới, trong ánh mắt không thể tin được của phi tuyết, quân tiêu nhiên đánh ra một quyền, va chạm với hùng trưởng, hùng trưởng vốn có thể khai sơn liệt thạch lại thình thịch một tiếng, bị đánh nát bét, hống. Đau nhức kịch liệt làm hùng yêu mất đi lý trí, một cái tay gấu khác điên cuồng vỗ mà đến. Yêu hùng tốc độ rất nhanh, nhưng quân tiêu nhiên càng nhanh hơn, hắn khi người mà lên, không chút né tránh, nhanh như tia chớp một quyền hướng yêu hùng đầu đánh tới đầu yêu hùng giống như một quả dưa hấu bị quân tiêu nhiên một quyền đánh cho nổ tung huyết thủy giống như thác nước phun trào thân thể ầm ầm ngã xuống áp đảo cây cối vô số yêu hùng vừa rồi còn không ai bị nổi lại bị một quyền cho nổ đầu quân tiêu nhiên đem máu phun ra vung bay quay đầu nhìn về phía phi tuyết thản nhiên nói bữa khuya ăn than nướng tay gấu ngươi có muốn ăn hay không ban đêm buông xuống, hai người ngồi ở bên cạnh đống lửa, một bàn tay gấu thật lớn bị nhổ lông xong đặt ở trên đống lửa nướng, quân tiêu nhiên cũng lấy ra một ít bình lọ lọ thường thường bôi nước sốt lên bàn tay gấu. Phi tuyết ở một bên hai tay chống cầm, trong mắt sáng ngời, nước mắt không chịu thua kém từ khóe miệng chảy xuống. Ngươi là phạm nhân, tại sao lại tới nơi này? Quân tiêu nhiên diễn xuất như giải Oscar hồn nhiên thiên thành, vừa ra khỏi miệng liền biết là lão diễn viên. Phi Tuyết lau nước miếng khóe miệng, không thèm để ý cười, nói. Ta có lý do không thể không đi tới, cho dù là chết, ta cũng muốn chết trên đường, mà không phải cái gì cũng không làm. Ngươi muốn tu tiên? Ừ, đưa tay cho tôi. Phi Tuyết vương tay bị quân tiêu nhiên bắt lấy, bàn tay ôn nhu, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Phi Tuyết đỏ lên. Đây là lần đầu tiên nàng bị nam nhân sờ tay, hơn nữa còn là một tiên nhân ca ca đẹp trai như vậy quân tiêu nhiên kiểm tra thân thể phi tuyết một chút bởi vì tuổi còn trẻ cũng bắt đầu rèn luyện thân thể cường độ cao trong cơ thể của nàng nhiều ít có rất nhiều ám thương hơn nữa linh căng của nàng cơ hồ là bị xé rách xem ra lúc trước cung vận hàm đào thể chất của nàng căn bản không có để ý sống chết của nàng loại thân thể này cơ hồ là không có cách nào tu luyện bất quá phi tuyết làm thiên mệnh nhân vật chính hơn nữa còn là thiên mệnh giá trị không thấp nhân vật chính nhất định sẽ có biện pháp điểm ấy hắn ngược lại là không quá hoài nghi tiên đại ca ca ngươi làm sao vậy phi tuyết quan tâm hỏi không có gì quân tiêu nhiên buông tay phi tuyết ra yên lặng một hồi thay đổi nụ cười nói vết thương của ngươi rất nghiêm trọng tay gấu này còn phải nướng một hồi ta giúp ngươi chữa thương trước phi tuyết thấy tiên nhân đại ca ca không muốn nói cũng không có đi truy vấn chính nàng cũng biết tình huống thân thể của mình tiên nhân đại ca ca không nói, là không muốn tổn thương lòng của nàng. Đa tạ tiên nhân đại ca ca, ngươi thật là người tốt, tiên nhân đều giống đại ca ca ngươi tốt như vậy sao? Quân tiêu nhiên lấy ra một viên đan dược, trực tiếp nhét vào trong miệng nhỏ của phi tuyết, ngón tay chạm vào đôi môi mềm mại kia, làm cho tiểu nha đầu phi tuyết trung lên, nhưng không có bài xích, ngoan ngoãn há miệng ăn đan dược vào. Cởi quần áo ra đi. Quân tiêu nhiên vừa bóp nát một viên đan dược thành bột, vừa nói phi tuyết hai tay ông ngực cảnh giác nhìn về phía quân tiêu nhiên không nghĩ tới cái này tiên đại ca ca lớn lên đẹp trai như vậy kết quả là cái biến thái một nam hài tử cởi quần áo thẹn thùng cái gì quân tiêu nhiên cũng không nói nhảm bắt lấy quần áo phi tuyết kéo ra quần áo vốn đã rách nát lập tức biến mất không đợi phi tuyết hai tay che lại một bàn tay đã bị quân tiêu nhiên nhấc lên nàng lập tức dại ra đầu óc chập mạch phi tuyết tuy rằng tuổi còn nhỏ từ nhỏ cũng không ăn ngon lắm căn bản không lớn lắm nhưng vẫn sẽ có một ít nhô lên từ chính diện nhìn nhìn không ra cái gì nhưng từ bên cạnh nhìn lại vẫn có thể nhìn thấy một ít tiên đại ca ca đem ta trở thành nam hài tử sao phi tuyết trong lòng nghĩ nhìn chính mình không chịu thua kém liền một trận bất đắc dĩ bất quá chuyện cho tới bây giờ nàng cũng không muốn phá vỡ này một hồi hiểu lầm miễn cho hai người đều xấu hổ theo ngón tay quân tiêu nhiên trượt, mặt phi tuyết cũng hồng nhuận, có một loại cảm giác khác thường tràn ngập trong lòng. Quân tiêu nhiên tự nhiên biết phi tuyết là nữ hài tử, bất quá hắn chính là làm bộ như không biết. Đang dược dược lực quá mạnh, ngươi trực tiếp phục dụng thân thể của ngươi cũng hấp thu không được, chỉ có thể như vậy để cho thân thể của ngươi hấp thu đang dược lực. Ừ, ta đã biết tiên đại ca ca. Ta họ quân. Vậy ta gọi ngươi là quân ca ca đi phi tuyết cười nói nàng từ nhỏ chính là một hài tử rất dương quan rất kiên cường từ nhỏ đã không nhận được sự quan tâm của nàng đối với đại ca ca ôn nhu này liếc mắt một cái liền thích tùy anh cởi quần ra hai chân anh đã sưng đỏ nếu không xử lý sợ là hai chân này sẽ bị phế quân tiêu nhiên làm bộ lãnh đạm đưa tay muốn kéo ống quần phi tuyết phi tuyết cả kinh nếu cởi ra phát hiện nàng không có không khôn khôn chuyện nàng là con gái không phải bại lộ sao, thật xấu hổ a. À? Không, không cần, ta tự mình làm là được rồi. Phi Tuyết vội vàng kéo quần mình, lắc đầu như trống bỏi. Yên tâm, ta cũng không lục ngươi, đều là nam, ta cũng không có hứng thú xem. Không cho Phi Tuyết cơ hội cự tuyệt, đem quần vốn đã nát thành vải lấy xuống. Quân Tiêu nhiên ánh mắt không khỏi lại nhìn thoáng qua, thế giới này, nữ tính mặt vẫn là tương tự với quần lót bốn góc vẫn là tương đối kín đáo. Quân tiêu nhiên đặt một chân phi tuyết lên hai chân của mình, một tay ấn cổ chân, một tay bôi bột đang dược lên đùi thon dài chặt chẽ của nàng. Chân phi tuyết rất cân xứng, cũng rất trắng chắc, nhìn gầy yếu, nhưng dưới da tất cả đều là cơ bắp săn chắc, bất quá lúc này đã toàn bộ đỏ tím sưng to, nhìn có chút dọa người. Phi tuyết nàng chưa từng nghĩ tới, chính mình như thế hiện ra ở một nam nhân trước mặt, nàng khuôn mặt xinh đẹp ở đống lửa chiếu rọi hạ, trở nên đỏ rực. Quân ca ca, ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy a?" À? Phi Tuyết nhìn Quân Tiêu Nhiên đang cẩn thận bôi thuốc cho nàng, trong mắt lóe ra mê ly. "Ngươi làm cho ta nhớ tới một người." Quân Tiêu Nhiên thản nhiên nói. Phi Tuyết nghe xong có chút mất hứng, nguyên lai like Quân ca ca đối với nàng tốt như vậy là bởi vì nàng giống người nào đó. Nàng là ai của Quân ca ca? Mặc dù có chút ghen, nhưng Phi Tuyết vẫn tò mò hỏi ta không biết nàng. Quân tiêu nhiên lau xong một chân phi tuyết, nói tiếp. Đưa chân kia cho ta. Đoán chừng là bậy nát, dù sao đã bị nhìn, phi tuyết cũng dứt khoát giả bộ mình là con trai, liền mặc một bộ quần lót đem một chân khác của mình đặt ở trên đùi quân tiêu nhiên. Quân ca ca, anh không biết cô ấy là ai, sao anh lại tìm cô ấy? Là tôi nợ cô ấy, tôi muốn bồi thường cho cô ấy. Thì ra quân ca ca vẫn là một người si tình, cô nương nhà ai? ta từ nhỏ đã lớn lên ở Vân Thư Thành, rất quen thuộc. Phi tuyết vỗ vỗ gấu nhỏ cằn cỗi của nàng, cam đoan nói. Hỏi thăm nhiều như vậy làm gì, nếu như ngươi là nữ hài tử, người ta tìm hẳn là ngươi, bất quá đáng tiếc ngươi là nam hài tử. Quân tiêu nhiên đem chân kia của phi tuyết chuẩn bị xong, liền đứng dậy đi làm tay gấu nướng. Chương 3 Mỹ Ảnh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Quân tiêu nhiên một câu này, đem phi tuyết cho làm cho mơ hồ nàng chính là nữ hài tử a quân ca ca là muốn tìm nàng nhưng trước đó nàng lại không biết quân ca ca quân ca ca nói hẳn là ta đi hắn nói hắn mắc nợ ta nhưng ta từ nhỏ đến lớn chưa từng ra khỏi vân thư thành a đây là lần đầu tiên chạy tới ngay tại thời điểm phi tuyết trăm mối vẫn không có cách giải một kiện trường bào màu trắng mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp nện vào trên người của nàng nàng mờ mịt ngẩng đầu chỉ thấy quân tiêu nhiên đưa lưng về phía nàng thẳng nhiên nói y phục của ngươi tất cả đều rách nát buổi tối trời lạnh một phạm nhân như ngươi khó tránh khỏi sẽ bị cảm lạnh bộ y phục này tuy rằng ta mặc qua ngươi tạm thời khoác lên đi cảm ơn phi tuyết hai tay kéo trường bào đem thân thể của mình bao lấy ngửi mùi thơm tươi mát trên quần áo còn có nhiệt độ cơ thể chưa tản đi thật giống như là đang bị quân ca ca ông lấy sắc mặt liền đỏ lên không có lý do trong lòng đối với đại ca ca ấm áp này tràn ngập ôn nhu khó tả quân ca ca thật sự rất ôn nhu a à. phi tuyết nhìn quân tiêu nhiên đang nghiêm túc dựa vào tay gấu trong đôi mắt đẹp thần thái sáng láng không khỏi ảo tưởng mình nếu có một người bạn trai như vậy sẽ là chuyện hạnh phúc cỡ nào bất quá nàng cúi đầu nhìn kho lúa của mình ý nghĩ này trong nháy mắt liền tan vỡ người khác đều cho rằng nàng là con trai nếu mình nói với quân ca ca mình thích hắn hắn nhất định sẽ cho rằng ta là biến thái tốt như Long Dương, hơn nữa mới quen biết thời gian một ngày mà thôi. Khó chịu, muốn khóc. Ồ đây, cẩn thận nóng. Quân tiêu nhiên đưa tay gấu nướng cho phi tuyết. Quân ca ca, ngươi không ăn sao? Phi tuyết nhìn bàn tay gấu nướng mùi thơm xông vào mũi, nước mắt không chịu thua kém lại một lần nữa từ khóe miệng chảy xuống. Phi tuyết khẩn cấp cắn một miếng, xé xuống một miếng thịt lớn bắt đầu ăn con yêu hùng này tu vi không yếu ngươi ăn thịt của nó đối với thân thể có lợi ta là tiên nhân không cần ăn mấy thứ này quân tiêu nhiên tiến lên sờ sờ phi tuyết đầu ôn nhu cười một tiếng sau đó nói ta bố trí cấm chế chung quanh đây sẽ không có yêu thú đặt chân nơi này ngươi cứ an tâm ở chỗ này nghỉ ngơi đi ngày mai ngươi lại xuất phát đi nghe nói như thế phi tuyết trong lòng căng thẳng vội vàng hỏi quân ca ca ngươi muốn đi Ừ, ta muốn đi Vân Thư Thành tìm nàng. Phi tuyết nhất thời cảm giác trong lòng trống rỗng, nàng nhìn bóng lưng cao ngất mờ mịt xuất trần kia, không khỏi cảm giác, từ biệt lần này, cuộc đời bọn họ không còn khả năng gặp lại. Tiên phàm khác biệt, thời gian đối với tiên nhân mà nói bất quá vội vàng một cái chớp mắt, nhưng đối với phàm nhân mà nói lại là thương hải tan điền, nàng muốn cùng quân ca ca ở một chỗ. Thiếu nữ hoài xuân luôn là thơ, một tiểu nha đầu, luôn tràn ngập tưởng tượng tốt đẹp đối với tình yêu, hiện tại có một thần tiên ca ca ở trong mộng cũng khó có thể xuất hiện, nàng tự nhiên sẽ sinh lòng ái mộ. Quân ca ca, người có thể đừng đi không? Phi tuyết mở miệng giữ lại. Tiên lộ khổ hàng, đại đạo khó cầu. Chúng ta chỉ có dũng cảm tiến lên, hát vang tiếng mạnh, mới có thể thành tựu bất hủ. Quân tiêu nhiên nhìn về phía phi tuyết, mỉm cười, nói tiếp. Điểm này ngươi làm rất tốt ngươi là một hài tử rất kiên cường ta tin tưởng chúng ta còn có thể gặp lại mà ta nhất định phải đi tìm nàng ta mắc nợ nàng rất nhiều rất nhiều cho dù nàng hận ta muốn giết ta ta cũng sẽ tiếp nhận quân ca ca chờ một chút phi tuyết không để ý trường bào trên người rơi ra trực tiếp chạy tới giữ chặt gốc áo quân tiêu nhiên trong mắt nàng đã có hơi nước nói quân ca ca nói người kia ta biết ta từ nhỏ đã lớn lên ở vân thư thành phế vật giống như ta không thể tu luyện chỉ có ta và nàng nàng hiện tại không ở vân thư thành phi tuyết vì giữ quân tiêu nhiên lại nàng quyết định nói dối không ở vân thư thành quân tiêu nhiên nhướng mày ừ nàng được người đón đi nghe nói hiện tại sống rất tốt phi tuyết vội vàng nói vậy cô ấy ở đâu quân ca ca ngươi đáp ứng ta ngươi theo ta một đoạn thời gian đưa ta đến chỗ bí cảnh chỉ cần tới cửa vào bí cảnh ta sẽ nói cho ngươi biết nàng ở nơi nào phi tuyết đứng tại chỗ hơi nước trong mắt rốt cuộc khống chế không được chảy xuống nàng đột nhiên rất hận chính mình chính mình chẳng những lừa quân ca ca còn dùng loại lời nói dối này đến uy hiếp hắn quân ca ca hiện tại nhất định đối với ta rất thất vọng đi sẽ cảm thấy ta chán ghét là một tiểu quỷ không biết trời cao đất rộng đi nhưng nhưng mà ta thật sự không muốn quân ca ca rời đi dù sao người hắn muốn tìm là ta, mặc kệ hắn làm gì ta đều tha thứ cho hắn là được. Ô ô! Quân ca ca không xứng đáng. Đưa lưng về phía phi tuyết, khóe miệng quân tiêu nhiên lộ ra một nụ cười thực hiện được, một phen cơ sở tình cảm này đánh xuống, về sau cho dù biết hắn là đào thể chất của nàng, hại nàng trở thành đầu sỏ gây nên phế nhân, phỏng chừng cũng hận không nổi đi, lại cố gắng cố gắng, đến lúc đó đào đại đạo cốt của nàng, cũng thuận tiện cùng lắm thì sau này đối xử tốt với cô một chút cho nhiều phần thưởng một lần cho mấy trăm triệu không cần xin lỗi đã biết nàng hiện tại quá tốt ta cũng không vội đi tìm nàng cái này coi như là giữa chúng ta một hồi giao dịch đi đại ca ca ôn nhu tiểu cô nương nào có thể cự tuyệt xoa bóp gắt gao đa tạ quân ca ca phi tuyết lau nước mắt trực tiếp nhào vào trong ngực quân tiêu nhiên quân tiêu nhiên ông phi tuyết đi trở lại đóng lửa bên cạnh, đem trường bào đắp lại cho nàng, nói: không có việc gì, tiên duyên vốn là phải dựa vào chính mình bắt lấy, như vậy mới có thể sống sót. Ngươi làm không sai, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi bí cảnh. Ngươi ngủ trước đi. ư. Ừ. Phi Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, dựa vào trong lòng Quân Tiêu Nhiên, nàng cảm giác thật ấm áp, thật thoải mái, từ nhỏ đến lớn, loại cảm giác này chưa bao giờ có, nàng có chút mê luyến phần ấm áp này trải qua một ngày đuổi giết cùng chạy trốn, thân thể nhỏ bé của phi tuyết đã đến cực hạn, lúc này rốt cuộc nhìn không được, ở trong lòng quân tiêu nhiên giống như một con koala nhỏ ghé vào trên người quân tiêu nhiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngủ thiếp đi. Quân tiêu nhiên đưa hai tay vào trong trường bào, ông lấy thân thể bóng loáng trắng chắc của phi tuyết. Hệ thống, phi tuyết hiện tại luân hãm giá trị có bao nhiêu? Đinh, phi tuyết trước mắt luân hãm trị giá 80. 80 đã rất cao, cũng không biết phi tuyết sau khi biết chân tướng, giá trị luân hãm có thể giảm xuống hay không, sau khi đào thiên đạo cốt của nàng ra, còn có thể còn lại bao nhiêu. Bất quá quân tiêu nhiên đã có kế hoạch, đại đạo cốt cùng phi tuyết, hắn tất cả đều muốn. Đúng lúc này, bóng dáng quân tiêu nhiên giống như là có sinh mệnh, động đậy, sau đó ngồi ở bên cạnh quân tiêu nhiên, bóng đen chậm rãi thối lui, lộ ra một nữ nhân xinh đẹp yêu diễm. Đại khái hơn 20 tuổi một thân áo da bó sát người màu đen, thân ảnh mị hoặc vô song, khuôn mặt trái xoan nho nhỏ, phối hợp với dung nhan tinh xảo, mái tóc dài màu tím nhạt, làm cho nàng càng thêm vài phần ý nhị mê người. dáng người mị ảnh vô cùng nóng bỏng, vòng eo mảnh khảnh, cao ngất. Diễn viên có dáng người này vô cùng thích hợp đi trình diễn một ông lão, nông già, đẩy xe. Chủ nhân, mị ảnh bái kiến. Ngươi rốt cục cam lòng đi ra, ta liền biết là ngươi. Quân tiêu nhiên từ trong trường bạo vương một bàn tay, đưa về phía mị ảnh. Mị ảnh đôi mắt đẹp lưu chuyển, chủ động đưa mặt qua, để quân tiêu nhiên vuốt ve. Chủ nhân, mị ảnh rất nhớ người, ta bây giờ có đủ thực lực bảo vệ chủ nhân rồi. Ân, ừ, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Quân tiêu nhiên đem mị ảnh cũng ôm vào trong ngực, một bên là gợi cảm mê người người hầu mị ảnh, một bên là ngũ tiểu lô ly. Chủ nhân, ta bây giờ là thánh nhân vương, Ta có lòng tin, cho dù là chuẩn đế ra tay, ta cũng có lực đánh một trận, đại đế ta cũng có thể liều chết vì chủ nhân tranh thủ thời gian chạy trốn. Mị ảnh rút vào trong ngực quân tiêu nhiên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên trở nên quyến rũ vô cùng, trong mắt hàm chứa hơi nước mê người, thanh âm cũng quyến rũ rất nhiều. Bóng ma muốn chủ nhân. Chương 4. Nằm mơ giữa ban ngày. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi. Vui lòng thử máy dịch khác. Chương 5 tam phương đại đế Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi. Vui lòng thử máy dịch khác. Chương 6 Thiên trì thánh địa Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi. Vui lòng thử máy dịch khác. Chương 7 Thiên đế đại nhân Bạn đang nghe tại truyện chấm audio lão tổ còn chưa chết chúng ta được cứu rồi mọi người vẽ mặt mừng như điên một trận hoan hô nhìn đồng bạn chết thảm còn lại ba gã đạo tôn cảnh lão tổ nội tâm kinh hãi không thôi nhưng bọn họ đã không có đường lui lập tức trống giận nói giao quan ngươi không chết thì như thế nào hôm nay chúng ta lại ba gã đạo tôn đầy đủ giết ngươi ha ha buồn cười chỉ bằng các ngươi cũng dám vọng ngôn giết ta Giao quan cười duyên một tiếng, dây tiếp theo, nàng ngang trời xuất thủ, bảy màu thần quan hóa thành bôn lưu, chỉ thấy thần quan hóa thành bảy màu, mỗi một loại màu sắc hóa thành một thanh trường kiếm, lây động trời mà chỉ. Đây là giao quan bảy màu tiên mạch bạn sinh thần thông, bảy màu thần quan, sau khi nàng tiến vào thánh nhân cảnh, bảy màu thần quan này uy lực cũng cường đại hơn rất nhiều, đã có thể làm được bảy màu hóa kiếm. Lúc trước giao quan, lúc còn trẻ chính là dựa vào cái này bảy màu thần quang, ở cùng một thế hệ bên trong cơ hồ vô địch thủ cũng xông xuống uy danh hiển hách trong nháy mắt thất thải hóa kiếm ba gã lão tổ đạo tôn cảnh lập tức nhận ra không đúng không có khả năng linh khí của ngươi vì sao tràn đầy như thế trong đó một cái đạo tôn lão tổ sắc mặt đột biến thanh âm sợ hãi hét lớn đây là thánh nhân cảnh khí tức giao quan nàng đột phá chạy mau hừ chậm rồi Giao quang lạnh lùng nhìn về phía bọn họ, vung tay lên, kiếm ánh sáng bảy màu liền bay về phía bọn họ. Thánh nhân Ba tên đạo tôn cảnh lão tổ vẽ mặt chua xót, tùy ý bảy màu quang kiếm thấu qua. Thân thể ba người trực tiếp bị xuyên thủng, sau đó hóa thành đầy trời huyết vụ. Đạo tôn cảnh, một chiêu miễu sát. Ánh mắt giao quang lạnh như băng nhìn về phía những người còn lại đánh vào thiên trì thánh địa động lòng người, ngón tay chỉ xuống thất thải quan kiếm nhất thời rơi vào trong đám người ở trong từng tiếng kêu thảm thiết cùng gào khóc tất cả đều thân thể nổ tung hóa thành huyết vụ thiên trì thánh địa một mảnh tĩnh mịch một lát sau mọi người mừng như điên lão tổ vạn tuế chúc mừng lão tổ tấn chức thánh nhân cảnh vô số tiếng hoang hô khóc lóc hóa thành một mảnh cùng hoang cùng kích động vui sướng sống sót sau tai nạn tràn ngập nội tâm mỗi người các nàng quân tiêu nhiên âm thầm gật đầu Chiến lực giao quan này quả nhiên khủng bố, nàng ở đạo tôn cảnh có thể cứng rắn lay động thánh nhân, hiện tại thánh nhân cảnh nàng, bảo thủ có thể vượt qua một cảnh giới cùng thánh nhân vương tách cổ tay. Giao quan cũng là vẻ mặt vui sướng, nàng rốt cục thánh nhân, đây hết thảy đều là thiên đế đại nhân buông ái. Cái gọi là thiên đế đại nhân, tự nhiên là quân tiêu nhiên giả trang. Cầu thải Hồng di động, đưa quân tiêu nhiên và giao quan vào trong thiên trì thánh địa. Ông thu liên mang theo chúng đệ tử lập tức vây quanh quỳ lại hành lễ với giao quan chúc mừng lão tổ thăng chức ân ừ, vừa vặn ta tuyên bố một chuyện từ nay về sau thiên Trì thánh địa ta hoàn toàn thần phục thiên đế đại nhân hết thảy nghe lệnh thiên đế đại nhân giao quan nói xong đi tới phía trước mọi người đối mặt với quân tiêu nhiên quỳ xuống cung kính nói cái này Ông thu liên sửng sốt nhìn về phía thân ảnh thần bí toàn thân bao phủ trong bạch quan trước mắt có chút do dự. Các ngươi nếu không muốn đi theo, cũng không sao, các ngươi tự mình tản đi đi, từ nay về sau sẽ không có thiên trì thánh địa, cũng không có ta giao quan lão tổ, ta chỉ là thiên đế đại nhân giao trì thánh mẫu. Giao quan lại nói, ngữ khí kiên định, biểu đạt quyết tâm của nàng. Ông Thu Liên thấy lão tổ như thế, cũng cắn răng một cái, hướng về phía quân tiêu nhiên bái. Bái kiến thiên đế đại nhân, từ nay về sau thiên trì thánh địa trên dưới thần phục thiên đế đại nhân, vì thiên đế đại nhân dốc sức. Quân tiêu nhiên nhìn ông Thu Liên một cái, nữ nhân này bộ dạng cũng không tệ lắm, là loại phụ nữ hắn thích, vì thế thản nhiên nói. Biểu thị lòng trung thành của ngươi, cởi áo khoác ra. Cái gì? Ông Thu Liên cả kinh, nào có người vừa thấy mặt đã muốn cởi quần áo tỏ vẻ trung thành. Thiên đế đại nhân bảo ngươi làm cái gì, ngươi liền làm. Giao quan ở một bên không vui nói, ở trong mắt nàng, thiên đế đại nhân muốn nhìn thân thể ông Thu Liên, đây là vinh hạnh vô thượng của ông Thu Liên. Ông Thu Liên trầm mặt một hồi, sau đó hít sâu một hơi, chính mình đã lựa chọn thần phục, vậy mặc kệ thiên đế đại nhân đưa ra yêu cầu gì, nàng cũng chỉ có thể làm theo. Ông Thu Liên hai tay bắt lấy cổ áo của mình, sau đó xé xuống, cổ trắng như tuyết chói mắt, yêu diễm mê người. Ngay tại ông Thu Liên còn muốn tiếp tục thời điểm, quân tiêu nhiên mở miệng ngăn lại, hắn hiện tại chỉ là một đạo hình chiếu, cái gì cũng không làm được nhìn cũng vô dụng được rồi ngươi thể hiện lòng trung thành của ngươi đây là phần thưởng cho ngươi quân tiêu nhiên vẫn như cũ ngữ khí đạm mạc giơ tay cách không một chút ở trên người ôn thu liên thình lình xuất hiện một dấu hiệu nhỏ nơi này có phong ấn công pháp cùng thần thông ngươi chậm rãi tìm hiểu tu luyện tới thánh nhân cảnh đều sẽ không có bình cảnh quân tiêu nhiên nói xong nhìn về phía giao quan thanh âm lạnh lùng mờ mịt vang lên bên tai nàng đi theo ta quân tiêu nhiên vung tay lên hắn và giao quan liền biến mất tại chỗ ông thu liên nhìn ấn ký trên người mình trên mặt đỏ lên nhưng cũng cảm thấy kinh hãi đối với sự khủng bố của thiên đế đại nhân điều này cũng làm cho ông thu liên tin tưởng vững chắc chính mình lựa chọn đi theo thiên đế đại nhân quyết định là chính xác ông thu liên đứng lên xoay người nói với trưởng lão đệ tử phía sau lời vừa rồi các ngươi đều nghe được, từ nay về sau, chúng ta sẽ đi theo thiên đế đại nhân, mệnh lệnh của hắn cao hơn hết thảy. Chúng ta nguyện ý đi theo thánh chủ, thần phục với thiên đế đại nhân. Mọi người thấy được kinh khủng như thế giao quan lão tổ đều đối với thiên đế cung kính, lựa chọn thần phục, các nàng cũng chỉ có lựa chọn thần phục con đường này. Tốt, đến xâm phạm bốn nhà thế lực, tất cả chiến lực đều chết ở chỗ này, bọn họ tông môn đã không có chiến lực, chúng ta đi diệt bọn họ. Ông Thu Liên cũng là người làm việc tàn nhẫn quả quyết, nàng muốn thừa dịp bốn đại tông môn chiến đấu đều hao tổn thời điểm, thôn tính bọn họ, lớn mạnh chính mình. Ngay tại thời điểm ông Thu Liên khởi xướng động viên chuẩn bị công phá từng cái một, từ bầu trời thiên trì thánh địa bay ra bốn đạo linh khí khủng bố, hướng về phía bốn đại tông môn mà đi. Ông Thu Liên cả kinh, nàng vừa có ý định tấn công tứ đại tông môn, đã có người ra tay công kích tứ đại tông môn, điều này rất khó không làm cho nàng liên tưởng đến là thiên đế đại nhân ra tay. Quân tiêu nhiên cười nhạt, ông Thu Liên này không tệ, có tài của đại tướng, khi ông Thu Liên quyết định tiến công, hắn để Mỹ ảnh ra tay, phá vỡ đại trận hộ tông của bốn đại tông môn, cũng làm bọn họ bị thương nặng, còn lại giao cho ông Thu Liên. Quân tiêu nhiên nói với Dược Dĩnh. Mang mặt nạ theo, đi theo ta. Dược Dĩnh chỉ cảm thấy trước mắt quan ảnh biến ảo, lần thứ hai mở mắt thời điểm, nàng đã cùng quân tiêu nhiên đứng ở một mảnh mênh mông sương xám thiên địa. Nơi đây tiên sơn thành đàn, một tòa cung điện to lớn mà thập phần cổ xưa tọa lạc ở trong tiên sơn, chỉ là xa xa nhìn, là có thể cảm nhận được một cổ khí tức tan thương đến từ thời đại xa xôi. Mà xung quanh mảnh thiên địa này bị sương xám bao phủ, nhìn không ra bên ngoài. Nhìn thiên đế đại nhân đã hướng về cung điện đi đến, dược dĩnh cũng không dám chậm trễ, lấy ra thiên đế đại nhân cho nàng mặt nạ, đeo lên sau, đi theo thiên đế đại nhân phía sau tiến vào trong dãy núi khổng lồ cung điện bên trong trong cung điện chính chiếc ghế được sắp xếp nằm ở phía dưới ở phía trên cùng của đại điện một ngai vàng khổng lồ nằm trên đó dược dĩnh sau khi tiến vào đã nhìn thấy phía dưới trên ghế ngồi đã ngồi năm đạo tôn ảnh tất cả đều là nữ tính đều mang mặt nạ quân tiêu nhiên bước chân như khói mờ mịt mà không định bước ra một bước đã ngồi ở phía trên vương tọa đó là vị trí của ngươi quân tiêu nhiên chỉ vào một chỗ ngồi. Dược dĩnh nhẹ nhàng không lưng lĩnh mệnh, đi về phía chỗ ngồi thuộc về nàng, lúc này dược dĩnh mới nhìn lại năm người còn lại, vừa nhìn trong lòng nàng cả kinh, năm người này trên người khí tức đại đạo lưu chuyển, linh khí quanh thân càng bàn bạc, bạc như biển, hơn nữa nơi này mỗi một người đều là thánh nhân cảnh, hơn nữa giống như nàng, còn không phải thánh nhân cảnh bình thường. Lúc này, không chỉ có dược dĩnh, sáu người này cũng đang đánh giá lẫn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra kiên kỵ các ngươi đều là đế phi của ngô thiên đế, giới thiệu cho nhau một chút đi. Quân tiêu nhiên ở phía trên, khí tức quanh thân mênh mông vô biên, hơi thở khủng bố nhẹ nhẹ toát ra. Dược dĩnh mở miệng trước, nói. Giao trì thánh mẫu, các vị tỷ mùi sau này xin chiếu cố nhiều. Kiếm tiên. Người nói chuyện chính là một nữ tử chân trần mặc áo trắng, mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng ba ngàn thanh ti rủ xuống, một thân áo trắng hỗn độn mà lại tùy ý, nhưng kiếm ý kinh khủng quanh thân kia, đem không gian chung quanh đều vặn vẹo lên, chỉ là nhìn vài lần, ánh mắt thật giống như bị lợi kiếm đâm trúng đau đớn. Kiếm tiên, nguyên danh vương nhã thi, tiêu giao kiếm tông thái thượng trưởng lão, kiếm tu, lúc còn trẻ cũng là một vị mảnh nhân, yêu thích rượu. Là sát nữ Một vị nữ nhân mặc hát bào, một thân áo bó sát người màu đen mở miệng nói, nàng một đầu tóc ngắn vụn vặt, trên vành tay trái mang theo một cái khuyên tai hình dáng dao găm nhỏ, khí tức quanh thân áp nén mà điên cuồng, ẩn có mùi máu tươi từ trên người nàng truyền ra, làm cho người ta không rét mà run. La sát nữ, nguyên danh cố nhược thủy, nhưng nàng lại tuyệt không nhu nhược, máu tanh ngập trời, tàn sát vạn tộc, cuối cùng bị trấn áp, nhốt ở vô tận địa ngục mấy chục vạn năm, vẫn không có chết ngoan nhân. Người nơi này tất cả đều là người của thời đại trước, có chút so với cung vận hàm cùng khuynh phù đều lớn hơn, quân tiêu nhiên tìm được các nàng thời điểm, đã tuổi thọ không nhiều lắm. Ngoại trừ mấy người hơi trẻ tuổi còn lại đều trên mấy vạn tuổi. Liệt như Dược Dĩnh, Vương Nhã Thi, Cố Nhược Thủy, còn có. Chương 8 Phạm vi lớn bắt giữ nhân vật chính thủ đoạn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Mấy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử mấy dịch khác. Chương 9 Sách lược bạn đang nghe tại truyện.audio Trời ạ, à, đây chẳng lẽ tất cả đều là công pháp thiên giai? Theo một tiếng kinh hô, tất cả mọi người hướng cống hiến trao đổi khu nhìn lại, phát hiện cổ nữ chính vẻ mặt khiếp sợ dại ra tại chỗ. Mọi người tò mò cũng đều nhìn thoáng qua, chỉ là liếc mắt một cái, sắc mặt mấy người liền biến đổi. Đây! Đây là thần khí cửu giai. Còn có tiên khí. Những lời ta không nhìn lầm, đều là đại đạo bảo thuật đi liên tiếp thanh âm khiếp sợ vang lên cái này cống hiến trao đổi khu bên trong đại bộ phận đồ vật đều là hệ thống thương thành một ít trải qua chọn lựa có thể phát ra một ít vật phẩm mà thôi nhưng chỉ một gốc núi băng này cũng đủ để cho các nàng khiếp sợ các nàng tất cả mọi người nhìn thấy xứng đôi tự thân đại đạo hạch tâm bảo thuật loại này phù hợp tự thân đại đạo bảo thuật có thể nói là cả đời đều khó thấy được nhưng ở chỗ này lại có nhiều như vậy giao trì thánh mẫu nhìn thấy bảo thuật thần thông này hô hấp đều tăng thêm rất nhiều hoàng mỹ phù hợp nàng bảy màu tiên mạch cùng bảy màu thần quang cũng cùng tự thân đại đạo xứng đôi thần thông cái thần thông này nàng chỉ cần đạt được nàng có lòng tin có thể dễ dàng chém dết thánh nhân vương mấy người còn lại cũng nhìn thấy vật xứng đôi với mình đều hưng phấn có chút run rẩy nhiệm vụ chỉ cần làm nhiệm vụ là có thể đạt được những thứ này nhất định phải làm la là sát nữ đầu tiên kiệt phản ứng thân hóa một bóng xinh đẹp quyến rũ xuất hiện dưới lan can nhiệm vụ. Mấy người còn lại thấy vậy cũng đều lên đường sông tới. Nhiệm vụ rực rỡ muôn màu, làm cho các nàng nhìn hoa cả mắt, bất quá các nàng dù sao cũng là cao nhân một phương, rất nhanh đã ở trong nhiệm vụ mật mật ma ma đến nhiệm vụ mình có thể hoàn thành. Bất quá ánh mắt nóng bỏng của các nàng vẫn là đặt ở những cái kia tạm thời không có cách nào tiếp lấy, có liên quan đến thiên mệnh nhân vật chính nhiệm vụ, loại nhiệm vụ này cần gặp gỡ thiên mệnh nhân vật chính những có phản ứng mới có thể mở khóa. Đương nhiên thanh nhiệm vụ có tin tức phân biệt cặn kẽ về nhân vật chính của thiên mệnh, cái gì đột nhiên tỉnh ngộ, đột nhiên trở nên mạnh mẽ, củi mục nghịch tập, vân vân. Nếu thật sự không chắc chắn, mặt trên nói rõ ràng một cái, một chưởng đi xuống không chết, phần lớn vốn là nhân vật chính của thiên mệnh. Trong lòng các nàng thầm định, đợi lát nữa đi ra ngoài xem tông môn nhà mình hoặc là phụ cận có người như thế hay không, không có cũng muốn tìm ra tiêu giao kiếm tông. Bóng dáng vương nhã thi xuất hiện, cô ngồi trên ghế, tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt lười biếng nhưng tinh xảo, quen thuộc mà xinh đẹp của cô. Thật phiền, không muốn động. Vương Nhã Thi lấy hồ lô ra uống một ngụm rượu, tuy rằng nàng muốn đổi những thứ kia trong khu, nhưng nàng thiên tính lười nhát, hơn nữa nàng tu luyện công pháp sống mơ màng màng, dẫn đến nàng phần lớn thời gian đều là mơ mơ màng màng, lười biến tán tán, để cho nàng làm việc, còn không bằng để cho heo đi heo còn chăm chỉ hơn nàng thái thượng trưởng lão nơi này là tân tấn nhập môn đệ tử danh sách cần xem qua sau ngoài cửa có đệ tử cung kính nói tiêu giao kiếm tông vốn cho rằng vương nhã thi muốn chết cũng đã khai tiệc kết quả vương nhã thi đột nhiên chạy ra tự mình ăn tiệc của mình điều này thiếu chút nữa không làm cho các đại cao tầng của tiêu giao kiếm tông sợ tới mức thăng thiên tại chỗ cuối cùng biết vương nhã thi đột phá thành công đã thành thánh nhân tang lễ này lập tức biến thành hỷ yến vải trắng đổi vải đỏ khu chiên gõ trống thông cáo thiên hạ điều này khiến tiêu dao kiếm tông cao hứng muốn chết hiện tại tiêu dao kiếm tông ai nói chuyện cũng không tốt liền toàn bộ nghe vương nhã thi vương nhã thi có chút ngại phiền toái vừa định mở miệng không muốn xem nhưng vừa nghĩ tới những thứ trong khu đổi cô liền cố gắng một chút đi mang vào đi một nữ đệ tử đưa danh sách lên vương nhã thi tùy ý lật qua liền nhìn thấy một cái tên. Lâm Mạc. Tên này ngược lại có chút giống. Vương Nhã Thi nhìn một hồi, ánh mắt sửng sốt, sơ yếu lý lịch của Lâm Mạc quả thực giống với khuôn mẫu nhân vật chính của thiên mệnh trên bản nhiệm vụ. Làm tạp dịch ở ngoại môn 3 năm, hôm nay đột nhiên cuộc khởi, bộc lộ tài năng trên đại tỷ, đầu tiên là bại đệ tử nội môn, sau đó thậm chí làm cho đệ tử chân truyền kinh ngạc, còn có quan hệ mập mờ với một đệ tử chân truyền đẹp mắt trong tông môn trùng hợp như vậy mặc kệ hắn thử xem nhẫn có phản ứng hay không người kia lâm mạc sắp xếp hắn đi quét dọn nhà xí nhớ chọn một gian bẩn nhất nữ đệ tử kia sợ ngay người vội vàng nói thái thượng trưởng lão lâm mạc này thiên phú rất mạnh đối với kiếm đạo cảm ngộ càng là có chỗ đặc biệt tại lần này đại tỷ thượng hắn cũng bày ra thực lực cùng giá trị của hắn rất nhiều trưởng lão đều rất coi trọng hắn a à, để cho hắn đi quét dọn nhà xí không quá thỏa đáng đi vương nhã thi tùy ý ném sổ tay ra ngoài nói ai phản đối thì ném hắn vào nhà vệ sinh tôi bảo hắn lặn xuống nước ách nữ đệ tử có chút mơ hồ nàng thử hỏi nếu là tông chủ cũng ném vào bể phân cột đá vào chân hắn để hắn xuống khơi thông tắc nghẽn tốt đệ tử hiểu rồi nữ đệ tử lĩnh mệnh lui ra đợi một hồi nhẫn trên ngón áp út của vương nhã thi đột nhiên phát ra ánh sáng có phản ứng thật đúng là a à, phát tài rồi vương nhã thi cao hứng nắm chặt nắm đấm lập tức về tới không gian sương xám đi tới đại điện nhiệm vụ đệ trình xét duyệt lập tức liền có liên quan đến thiên mệnh nhân vật chính một loạt chèn ép nhiệm vụ mở khóa đồng thời tư liệu của lâm mạc cũng nhập kho vương nhã thi sau khi nhận một đống lớn nhiệm vụ liền rời đi điều này đối với cô mà nói quả thực là quá thoải mái ở trong địa bàn của mình, cô chỉ cần uống rượu, ngủ như trước kia, hăng hái viết mấy bài thơ là có thể đem nhân vật chính thiên mệnh này đùa bỡn trong lòng bàn tay. Còn có thể hoàn thành nhiệm vụ, thoải mái. Trở lại bên Quân Tiêu Nhiên. Thần thức của hắn từ trong bản thiết kế sơn hà lui ra, mở mắt liền thấy một đôi ngạo nghệ thật lớn che khuất toàn bộ tầm mắt của hắn. Tỉnh rồi. Giọng nói của mẫu thân cung vận Hàm vang lên. Quân Tiêu Nhiên ngồi dậy, nhìn chung quanh phát hiện cũng chỉ có hai mẹ con bọn họ, nội thị nữ thân cận nhất đều đi rồi, vì vậy liền hỏi. Các nàng đâu? Đã bao lâu rồi, ta bảo nhược tịch và chỉ thanh các nàng trở về, lưu ta ở chỗ này chờ ngươi tỉnh lại. Cung vận hàm nói. Đúng rồi, mẫu thân, thiên đạo học viện bên kia ngươi đi thông báo một chút, ta muốn báo danh nhập học. Chương 10 Tân nhân vật chính đường 8 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio máy dịch này đang gặp lỗi vui lòng thử máy dịch khác